Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Chúa Giêsu và các môn đệ từ trên núi xuống, rồi đi ngang qua xứ Galilea, và người không muốn cho ai biết, vì người dạy dỗ và bảo các ông rằng: Con người sẽ bị nộp vào tay người ta và họ sẽ giết người. Khi đã bị giết, ngày thứ ba người sẽ sống lại. Nhưng các ông không hiểu lời đó và sợ không dám hỏi người. Các ngài tới Ca-phác-na-um. Khi đã vào nhà, người hỏi các ông: Dọc đàng các con tranh luận gì thế? Các ông lặng thinh, vì dọc đàng các ông tranh luận xem ai là người lớn nhất. Bấy giờ người ngồi xuống, gọi 12 ông lại và bảo các ông rằng: Ai muốn làm lớn nhất thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người. Rồi người đem một em bé lại đặt giữa các ông, ôm nó mà nói với các ông rằng: Ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón tiếp chính mình Thầy. Và ai đón tiếp Thầy, thực ra không phải đón tiếp Thầy, nhưng là đón tiếp Đấng đã sai Thầy. Kính thưa quý ông bà anh chị em, theo như bình thường, con người chúng ta thường thích quyền lợi, địa vị, thích được người khác phục vụ mình, thích ra lệnh, thích chỉ đạo người khác. Giống như các môn đệ của Chúa ngày hôm nay đang đi theo Chúa như vậy, mà các ông bàn tán tranh luận với nhau xem ai là người lớn nhất. Chúa Giêsu đã dạy cho các ông và cho tất cả chúng ta bài học về quyền bính và về lãnh đạo. Người có chức có quyền là để phục vụ. Ai muốn làm lớn nhất thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người. Chúa Giêsu đặt một trẻ nhỏ giữa các ông và dạy các ông rằng: Ai đón tiếp một trẻ nhỏ này vì danh Thầy là đón tiếp chính Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy. Chúa Giêsu tự đồng hóa mình với những người bé nhỏ thấp kém trong xã hội, và ai giúp đỡ những người thấp bé trong xã hội là những người bệnh tật, những người nghèo khó, những trẻ em, những người bị xã hội coi thường, là đón tiếp chính Chúa, là phục vụ chính Chúa. Và phần thưởng cho người đó sẽ thật lớn lao, họ sẽ được coi là những người lớn ở trong nước trời. Chúa Giêsu đã trở nên gương mẫu cho chúng ta về tinh thần tự hạ phục vụ, là Chúa mà Ngài chấp nhận hạ mình trở nên con người như chúng ta, là Thầy mà Ngài cúi xuống rửa chân cho các môn đệ, Ngài ra đi rao giảng và cứu giúp muôn người, những người bệnh tật, đau khổ, tội lỗi. Và đỉnh cao của sự phục vụ là Chúa Giêsu đã vâng theo thánh ý Chúa Cha, đã chịu chết để cứu độ, để mang lại sự sống đời đời cho nhân loại. Chúng ta cũng thấy được gương mẫu của những người phục vụ hôm nay. Họ được Chúa thúc đẩy để ra đi phục vụ. Đó là quý y bác sĩ, nhân viên y tế hết lòng phục vụ bệnh nhân, quý linh mục, tu sĩ, anh chị em tình nguyện ra đi ra tuyến đầu chống dịch, quý chức trong các giáo xứ không quản ngại khó khăn, sẵn sàng hy sinh thời gian và công sức tìm kiếm phân phát lương thực thực phẩm cho mọi người trong giáo xứ, giáo họ, giáo xóm, không phân biệt lương giáo. Tất nhiên trong công việc phục vụ ắt hẳn không tránh khỏi những thiếu sót. Chúng ta hãy lấy lòng quảng đại bác ái để bỏ qua cho nhau, để nâng đỡ nhau, để cùng giúp đỡ nhau. Qua lời Chúa ngày hôm nay, chúng ta cầu nguyện cho những người lãnh đạo biết
hết lòng yêu thương phục vụ quên mình để mang lại ích lợi, mang lại hạnh phúc cho mọi người. Và chúng ta cũng xin Chúa cho chính mỗi người chúng ta là con cái Chúa, là môn đệ của Chúa, cũng biết noi gương Chúa, sẵn lòng phục vụ yêu thương nhau trong gia đình, vợ chồng, con cái, ông bà, cha mẹ, hãy hết lòng yêu thương giúp đỡ nhau. Và chúng ta cùng lan tỏa tình yêu của Chúa, sự quảng đại phục vụ đến mọi người trong cộng đoàn giáo xứ, cũng như những người có hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn, đau khổ xung quanh chúng ta. Amen.